Hôm nay sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2019, chúng tôi thực hiện cái thí nghiệm nhỏ để hướng dẫn em làm cái kỹ thuật nuôi trùng bằng phân heo. Thì đây là cái chuồng heo cũ chúng tôi tận dụng để tái sử dụng để làm cái thí nghiệm nuôi trùng bằng phân heo. Ở đây là cái chuồng heo sẵn có, toàn bộ phân heo ở đây chúng tôi sẽ tập kết và sử dụng để nuôi trùng. Và phía xa xa kia là chuồng bò, chúng tôi sẽ sử dụng bổ sung phối trộn với các tỷ lệ khác nhau để cho ra cái tỷ lệ tối ưu nhất, để tối ưu hóa về mặt kinh tế và kỹ thuật nhằm tăng lợi nhuận cũng như là chi phí, giảm chi phí cho bà con khi tiến hành nuôi trùng bằng phân heo. Nguồn phân heo thì chúng ta có thể tái sử dụng để nuôi trùng và hoàn toàn miễn phí, không giống với phân bò chúng ta phải bỏ tiền để mua nên chi phí sẽ thấp và hầu như là chúng ta sẽ thu lợi nhuận rất là cao. Thì đây là cái thí nghiệm mà chúng tôi đã bố trí xong, bao gồm 2, 4, 6 cái xô, mỗi xô là một nghiệm thức, và trong đó có một nghiệm thức đối chứng là chúng tôi nuôi bằng phân bà ta. Đây phân bà ta, bên đây là phân heo nguyên chất 100%, chúng tôi không bổ sung. Bên đây là phân heo chúng tôi bổ sung một số loại vi sinh và chế phẩm để ém mùi cũng như là kích thích trùng ăn, và có một cái số công thức khác mà chúng tôi chưa đưa vào đây. Sau khi thử nghiệm khoảng tầm 2 đến 3 ngày thì chúng tôi sẽ đưa vào. Và đây là những nghiệm thức với tỷ lệ khác nhau. Đây là các xô thức ăn phân heo, phân bò mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn với tỷ lệ phối trộn khác nhau. Này, mỗi nghiệm thức đều sử dụng trùng quế và trùng lai. Nghiệm thức kia xa xa phía cuối là chúng tôi sử dụng phân bò và phân heo với tỷ lệ. Tối nay chúng tôi sẽ ra theo dõi và kiểm tra xem tốc độ sử dụng thức ăn và tiêu thụ thức ăn của trùng với các nghiệm thức như thế nào. Nếu tiến triển tốt, chúng tôi sẽ giữ nguyên hiện trạng. Nếu trùng vẫn ăn chưa đạt khoảng 100% thì chúng tôi sẽ tiến hành bổ sung thêm một số cái nguyên liệu khác mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Phân heo thường rất là khó nuôi, nhưng do thằng em nó quyền nuôi quá nên tôi hướng dẫn nó để nó thử nghiệm xem như thế nào, và sau này có thể tự gom tự cấp về nuôi heo ở nhà thì sử dụng phân heo nuôi trùng và lấy trùng nuôi gà, vân vân. Thì đó là toàn bộ giới thiệu tóm tắt về cái mô hình thí nghiệm nuôi trùng bằng phân heo tại Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, được tiến hành vào ngày 18 tháng 8 năm 2019 với kỹ thuật hướng dẫn là Vương Trùng Quế và một thanh niên rất là đam mê. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những nghiệm thức thí nghiệm tiếp theo, và kết quả sẽ được công bố trong những clip sau. Xin cảm ơn. Mọi thông tin thắc mắc và nhu cầu liên hệ mua trùng giống, sinh khối, tư vấn kỹ thuật xin liên hệ bên dưới. Cảm ơn và hẹn gặp lại.